và trong 20 chiếc cặp, mỗi chiếc cặp đều có chứa một giá trị riêng. Vậy số tiền 1 triệu đồng Miraculous đang ở đâu? Tất cả chỉ có thể ở trong số phát sóng cuối cùng của chương trình. Những hộp thần vàng. Những hộp thần vàng. Và hôm nay là chúng ta cùng cuối cùng của chương trình này. Tôi xin chúc tôi tất cả mọi người có một ngày làm việc và học tập vui vẻ, hạnh phúc và có hiệu quả. Và 20 chiếc cặp đang ở đâu? Thì ngay bây giờ chúng ta sẽ được nhìn thấy 20 chiếc cặp ngay lập tức. Nào xin mời! Và 20 chiếc cặp đã hiện ra trước mặt chúng ta. Và thì còn chờ gì nữa? Chúng ta cùng nhau bắt đầu nghe luôn. Những hộp thần vàng. Xin chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình Những Ngọc Thần Vàng. Và hôm nay là số phát sóng cuối cùng, cho nên chúng ta hãy cùng chào đón một người chơi rất đặc biệt. Anh ấy là một trong những người dẫn chương trình nổi tiếng của chương trình Ai Là Đệ Nhất. Xin mời anh Đặng Hoàng Nam đến từ tỉnh Quảng Ninh. Dầu. Và quay như nào khi việc tham gia trong cuộc các bạn rất cần của chương trình đi tìm một số và những lần số bạn lâu rồi mới em lâu rồi mới được tham gia cái chương trình đến như vậy. Chào ơn chương trình đã tạo điều kiện cho anh tham gia. Dạ vâng, là em cảm ơn anh vì những lời nói đầu tiên dành cho chương trình Những Ngọc Thần Vàng khi anh được tham gia chương trình này lần đầu tiên. Và anh có một cái ước nguyện gì khi mà tham gia chương trình này ạ? Anh chỉ ước nguyện là chọn được đúng cặp 1 triệu thôi. Tại vì là kể cả chương trình Những Ngọc Thần Vàng cũng cái chương trình của anh là không một ai bốc được vào quả 1 triệu cả. Wow. Em cảm ơn anh. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bước vào vòng đặc biệt của chương trình ạ. Xin chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chương trình Những Ngọc Thần Vàng vòng thi đặc biệt. Và anh Nam thân mến, để giành được 1 triệu đồng Miraculous, anh phải mở lần lượt tổng cộng là 20 chiếc cặp trong các vòng thi khác nhau. Và mỗi chiếc cặp đều có chứa cho mình một giá trị riêng. Và số tiền lớn nhất ở đây trị giá 1 triệu đồng Miraculous. Và anh đã sẵn sàng chưa? Rồi, sẵn sàng rồi. Đúng rồi, bây giờ thì anh Nam muốn chọn chiếc cặp số mấy ạ? Chọn số 11, bởi vì là con số may mắn của anh. Wow. Anh chọn dựa theo ngày sinh của mình luôn. Đúng rồi. Đúng rồi. Chọn tiếp ngày 11 tháng 1. Những ngày may mắn của ngày 11 tháng 1 nha. Và anh bắt đầu vòng thi đầu tiên thì anh sẽ phải mở 4 chiếc cặp. 4 chiếc cặp. Chọn cái cặp nào bây giờ nhỉ? Anh con số anh ghét nhất là con số 15, chọn 15 luôn. Anh chọn số 15. Vâng. Và chúng ta sẽ cùng xem chiếc cặp số 15. Một thằng là bao nhiêu, xin mời. Và đó là mừng đồng Miraculous, xin chúc mừng. Còn lại 3 cặp.
chọn cặp nào nhỉ? Cặp số 14. Anh chọn cặp số 14. Mời tập số 14. Voilà. Ui. 500 đồng Miraculous. Và đồng nghĩa với việc anh đã đi một ngày của surprise lớn nhất của chương trình. Đến đây điểm phải đặt. Vẫn còn 750.000. Xem bảo chọn cái cặp số mấy, cặp số 3. Và anh đang quyết định mở cặp số 3. Chúng ta sẽ có chiếc cặp mà với trị giá là bao nhiêu? Xin mời! Xin mời! Đúng 350 rồi. 250. Được rồi. Và anh chỉ còn lại một chiếc cặp cuối cùng trước khi ngân hàng trả giá. Một. Chốt luôn. Anh quyết định ở số mấy ạ? Một. Chốt. Anh quyết định là số 1. Được rồi. Số 1 có trị giá là bao nhiêu tiền? Xin mời. Rồi may mắn cho anh đó là 500 đồng Miraculous. Vâng, và ở ngay vòng đi đầu tiên của anh đã nhận được một nửa may mắn và cũng gọi là một nửa xui xẻo. Và anh đã loại đi một cặp có giá trị khá khá lớn. Vâng. Còn một cặp thì được rồi, không nói nhiều nữa, chúng ta sẽ cùng nhau đến phần ngân hàng trả giá. Được, xin mời. Đã luôn, tôi chụp được xin nhé. Xin cảm ơn ạ. Được rồi. Ngân hàng chào giá cho chúng ta. Đó là 4.358 đồng Miraculous. Và anh đang quyết định chấp nhận hay không chấp nhận ạ? Không chấp nhận, chốt luôn. Wow. Được rồi. That's the spirit. Mở 3 cặp 20. 20 là số đầu tiên của anh. Được. Trong số 3 chiếc cặp. Đúng. Ta sẽ cùng xem bên trong 20 là mình có gì. Đó là giọng một triệu, một triệu ấy thì cũng giọng cười. Yes. Vâng, bài ta lại đi một cái đồng nữa. Đến thời điểm hiện tại còn 2 cặp số 2 luôn. Được rồi, và anh đã quyết định chọn số 2. Không sao cả. Đó là 50.000. Nhưng thưa không sao, anh vẫn còn khá khá nhiều chiếc cặp có giá trị lớn.
Con số nào nhỉ? Từ con số 4 cho đến con số 19 thì chắc phải tầm xác suất. Bạn đã quyết định lựa chọn chiếc cặp số 4. Anh chọn số 4 luôn. Lại là mừng. Lại là mừng. Xin chúc mừng anh. Yes. Rồi bây giờ thì ngân hàng chọn lại. Ngân hàng đã trả giá. Chúng ta chiếc cặp số 11 có trị giá là 26.954 đồng Euro Club. Chấp nhận hay không chấp nhận? Không chấp. Quanh đáp quyết định. Không được xử lý nữa. Quanh mở hai cặp tiếp theo. 19 xem đánh chưa chốt luôn. Chọn luôn số 16. Và anh đã quyết định chọn số 16. Đáp nhỏ rồi. Và anh đã quyết định chọn số 16. Mười thế. Ui. Một đô la. 100.000 đồng Miraculous. Nhập nhà ngồi. Và đó 100.000. là 100.000 đồng Miraculous. Thế được rồi. Chọn. Chọn số 6. Tăng nhỏ. Anh thêm một lúc. Số 6 luôn. Mở luôn xem sẽ như thế nào. Anh cũng đang hơi hồi hộp. Và anh đã quyết định chọn số 6. Ôi trời. Màu bài. Có đây top price lớn nhất của chương trình là 1 triệu đồng Miraculous. Nhưng mà tôi không sao. Số tiền lớn nhất hiện tại đã được thay đổi. Còn lại 750.000 đồng Miraculous. Và bây giờ sẽ là ngân hàng chào giá. Tôi sẽ chơi đá lạc này. Được rồi. Ngân hàng đã trao giá cho anh chiếc cặp số 11. Vì lý do là anh đã để mất đi top price lớn nhất chương trình. Cho nên số tiền mà ngân hàng đã yêu cầu anh trả lại 147.000 102 đồng Miraculous. Được rồi, anh đã tham cả. Anh sẽ chơi tiếp. Anh đang chơi tiếp. Vâng.
hôm nay anh chỉ được phép mở một cặp duy nhất, bắt đầu từ vòng này trở đi. Chọn số 9. Anh đi. Chọn số 9. Ui. Ui. Vâng. Và anh đã để mất đi thêm một chiếc cặp của chị già lần nữa. Đó là 250.000 đồng rồi. Còn bây giờ thì ngân hàng chào giá. Được rồi, ngân hàng lần này đã trả giá cho anh chiếc cặp số 1 với trị giá là 175.557 đồng. Anh đã có thể chấp nhận hay không chấp nhận? Không chấp. Và anh vẫn quyết có lời xử lý đó. Một chiếc cặp. Chọn một số nào? Người 7. Quay cặp đi. Một cặp số 7. Này đang giả được. Đó là 25.000 đồng với Rockless. Xin chúc mừng. Và lại như mọi khi, vẫn là ngân hàng chào giá. Ngân hàng đã trả giá cho anh chiếc cặp số 11 lần này, đó là 38 đồng Miraculous. Mà anh sẽ quyết định khi nào với giá tiền như này. Không chấp. Ừ. Vẫn còn 750.000 đồng. Quay ngay đi. Still deal. Spirit. Vâng. Miraculous, xin chào mừng.
Và lại Ngân hàng chào tạm biệt. Đúng rồi, ngân hàng đã trao giá chiếc cặp số 14 lần này dành cho anh đó là 104.021 đồng một lần. Anh Đức, anh sẽ quyết định chấp nhận hay không chấp nhận? Không chấp. Và anh Đức không chấp nhận. Được rồi, và anh vẫn xin phải mở một chiếc cặp. Anh quyết định chọn số bao nhiêu ạ? Số 7. 7. Và anh đã quyết định chọn số 7. Không biết số 7 lần này có đem lại may mắn gì cho anh không? Xin mời. Đó là 7500 đồng với Rockland, xin chúc mừng. Được rồi, lại một lần nữa. Ngân hàng chào giá. Ngân hàng đã trả giá cho anh chiếc cặp số 11 lần này, đó là 175.977 đồng. Và anh đã quyết định không chấp nhận anh. Không chấp nhận. Và anh vẫn phải mở một chiếc cặp. Mười tám. Và anh đã quyết định mở số 18. Plus. Và lại một lần nữa, ngân hàng chào giá. Ngân hàng chào giá chiếc cặp số 11 của tôi anh, đó là 150.000 đồng plus. Anh sẽ chuyển lại cho anh. Lấy luôn. Đằng nào thì nó cũng bám sát với 200k à. Và anh sẽ quyết định lấy. Anh chấp nhận. Đúng. Được rồi, nếu anh quyết định chấp nhận số tiền này thì anh muốn biết chiếc cặp số 10 có trị giá bao nhiêu không ạ? Có. Anh biết chiếc cặp này Ừ.
mùi mày. Em xin chúc mừng anh. Đó là một quyết định đầy đúng đắn. Bởi vì nếu anh cứ tiếp tục như này mà lấy số 11 thì anh đã phải lấy số tiền thấp hơn số tiền này là 5.000 đồng với Raptors từ mày. Không hối hận, không hối hận mày. Đó quyết định đúng đắn. Và đây là những chiếc cặp còn lại mà anh chưa mở đến. Vâng. Chiếc cặp thấp nhất nó nằm ngay kế tay phải. Chiếc cặp anh đã chọn nó. Mày không chọn đúng không thì hai. Vậy là chúc mừng anh một lần nữa. Bởi vì anh đã có một quyết định đầy đúng đắn. Vâng. Vâng, và thưa quý vị và các bạn, và đây là số phát tầm cuối cùng của chương trình Những Ngọc Thần Vàng vừa thứ nhất. Và trước khi kết thúc tạm biệt đến với chương trình thì chương trình xin cảm ơn toàn bộ ekip đã hỗ trợ để giúp cho chương trình được thành công như ngày hôm nay. Và những điều mới sẽ xảy ra như thế nào trong mùa thứ hai thì mọi người hãy cùng chờ đón những điều đổi mới đó. Không bây giờ bắt đầu vào khi hẹn gặp lại tất cả quý vị trong nghe. Thưa quý vị, những một tuần vào mùa thứ hai. Peace out.